20 lão gia. Ông đối đãi với nhị thiếu gia như thế là không ổn đâu. Cuồng vọng tự tư, đầu cơ trục lợi. Bà nói xem, cái vụ tìm người này, nếu như nó tận tâm tận lực, làm được việc thì cũng đành. Tôi không ngờ nó lại có thể quan đường đến vậy. Được rồi, không nhắc đến nó nữa. Đúng rồi, chuyện lần trước con gái nhắc đến rằng muốn gả cho Ngô tiên sinh ấy, bạn nghĩ thế nào? Chẳng phải lần trước ông đã đích thân đến nói chuyện với Ngô tiên sinh rồi sao? Vừa xảy ra ôn dịch tôi cũng quên bén mất. Ngô tiên sinh là nhân tài, học thức uyên bác. Nếu Mẫn Nguyệt nhà mình có thể gả cho người như thế thì không những là Mẫn Nguyệt có phúc mà cả Tuyên gia chúng ta cũng được hưởng phúc lây. Chỉ tiếc là Ngô tiên sinh có tốt đến mấy thì cũng đâu thích Mẫn Nguyệt nhà ta. Lúc này ấy à, chẳng phải là nhà họ Tuyên chúng ta muốn giữ Ngô tiên sinh lại sao? Thì cứ nhượng bộ thêm vài phần cũng chẳng có gì cả. Lão gia, sợ rằng ông thỏa hiệp rồi thì bên đại thiếu gia với nhị thiếu gia chưa chắc đã chịu nhượng bộ. Khó. Cái nhà họ Tuyên này ấy à, khó là ở chỗ không có lấy một người ăn học đàng hoàng. Bạn nghĩ xem, sở hữu nguyên một cái tàng thư lâu lớn nhất Giang Nam mà lại chẳng có lấy một người ăn học tử tế thì chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Kim đậu không còn nữa, nếu nhà họ Tuyên muốn tiếp nối hương quả thì đành phải dựa vào cậu ta thôi. Dẫu cho có là cưới thì cũng phải cưới cậu ta về nhà họ Tuyên. Hôm đó lúc tôi đang định bơi qua sông thì lại bị một khúc gỗ lớn giang ngớt. Đến lúc tỉnh lại thì đã đến bờ bên kia rồi. Xe cũng không thấy đâu nữa. Tôi nghĩ đợi đến lúc tôi đến Thượng Hải rồi ngược về Hàng Châu thì sợ rằng đã là chuyện của mấy ngày sau rồi. Cho nên tôi không có đi Thượng Hải. Anh thực sự là không đi Thượng Hải à? Vậy thì cái lọ thuốc đó ở đâu ra? Sau đó tôi đi ngược về Hàng Châu, mua được lọ thuốc ở một phòng khám Tây. Ở Hàng Châu mà cũng có thể mua được thuốc à? Đó không phải là thuốc đa trị. Đối với dịch tả mà nói, nó chỉ được gọi là giả dược. Giả dược là thứ không có hàm lượng dược tính cao. Cũng có thể nói gì, nó không phải là thuốc. Không phải là thuốc. Thế thì vì sao anh lại làm vậy? Đương nhiên là tôi muốn cứu Bích Dương rồi. Nhưng Hàng Châu vốn dĩ là không mua được thuốc. Anh liều với tất cả mọi người, vậy thì để Bích Dương uống lại thuốc đó thì có tác dụng gì? Tuy giả dược không phải là thuốc, nhưng là có thể ổn định cảm xúc của người bệnh. Bình thường mà nói, trong quá trình trị bệnh, người bệnh càng khát khao được uống thuốc thì hiệu quả của thuốc càng có hiệu quả. Chính vì Bích Dương ở trong lòng mạnh mẽ muốn được sống nên mới có thể chống đỡ được đến bây giờ, cho nên tôi mới mạo hiểm như vậy. Quả giải dược này có thể thay đổi tâm trạng của cô ấy, cho nên cô ấy mới có thể đỡ dần. Bích Dương, sao em lại khổ như vậy cơ chứ? Tứ thiếu gia, anh thay đổi rồi. Anh không còn coi cô ấy là tam thẩm nữa. Anh bắt đầu yêu cô ấy rồi. Thì cuối cùng rồi. Xem đi, bát cháo to như vậy mà cũng ăn được hết. Xem ra thuốc của Ngô tiên sinh thực sự là có tác dụng. Cảm ơn em Mẫn Nguyệt. Khách sáo gì chứ. Yên tâm, sáng mai ấy à, bệnh của chị nhất định sẽ đỡ hơn nhiều. Đại tiểu thư, lão gia bảo cô đến nhà ăn. Cứ bảo là tôi có việc không đi được. Lão gia bảo dù thế nào cũng phải qua đó. Cô không thấy là tôi đang chăm sóc cho tứ tẩu sao? Đại tiểu thư, bữa cơm này là bữa ăn mà lão gia đặc biệt chuẩn bị cho Ngô tiên sinh đó. Mẫn Nguyệt, ban sáng chị nghe thấy lời lão gia rồi. Chị đoán là lão gia muốn nhân cơ hội này để sắp xếp hôn sự của em với lại Ngô tiên sinh. Em mau đi đi, đừng để anh ấy đợi lâu. Thật sao? Vậy em đi nhé.
Nhị ca, anh đi đâu đó? Cậu là người hay ma vậy? Sao thế nhị ca? Vị thiếu gia không nhận ra tôi à? Chẳng lẽ không nhận ra tứ thiếu gia ở bên cạnh tôi sao? Vậy cậu là người hay quỷ đó? Anh nói linh tinh gì vậy? Không phải. Cậu ta chưa chết à? Anh ta chưa chết. Vậy tôi còn làm linh đường cho cậu luôn rồi. Sao nói về là về luôn vậy? Em biết cũng không nói với anh. Có phải hai người hợp sức trêu đùa tôi không? Làm gì có. Cậu đừng đùa như vậy không vui đâu. Đùa như vậy sẽ chết người đấy. Vô thời, tôi vẫn không yên tâm Thẩm Bích Dân cho lắm. Tôi đi thăm cô ấy một lát. Anh tự đi đi. Tứ ca, Ngô tiên sinh. Mẫn Nguyệt, không phải anh bảo em Tứ tẩu bắt đầu ăn uống lại rồi. Thuốc của Ngô tiên sinh thực sự có tác dụng. Thật à, tôi đi thăm cô ấy. Anh đừng tới đó thì hơn. Tứ tẩu đã yên giấc rồi, đừng đến làm phiền chị ấy. Thật à? Thật sao? Nhị thiếu gia, một lát nữa chuẩn bị một chậu lửa trong phòng tôi để tôi đốt vía. Dân, nhị thiếu gia. Thái thái có chuyện gì cần phân phó sao? Nhị thiếu gia tức giận rồi à? Có gì nói đấy. Chuyện này không thể trách được lão gia. Thế thì trách tôi thôi. Tôi đúng là xui xẻo mà. Ý của thái thái không phải như vậy. Thiếu gia, nãy thái thái gặp được Đan Bình đã nói với tôi một chuyện khiến Đan Bình cảm thấy căng thẳng. Chuyện gì? Lão gia vì muốn giữ Ngô tiên sinh ở lại nhà họ Tuyên mà bằng lòng giao hai chiếc chìa khóa cho Ngô tiên sinh. Vốn là bốn chiếc chìa khóa đều ở trong tay của nhà họ Tuyên chúng ta, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có một nửa thuộc về người khác họ mất rồi. Thái thái là lo lắng cho nhà họ Tuyên. Nói như vậy thì tức là lão gia hồ đồ rồi. Tên Ngô tiên sinh này cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Đối đãi với Mẫn Nguyệt nhà ta lúc gần lúc xa lại mềm buộc chặt. Mẫn Nguyệt nhà mình còn trẻ, đâu thể vượt qua được. Tên tiểu tử họ Ngô này, hắn mượn danh duyệt tư hội đến nhà chúng ta giết sát, nhưng hắn nào có biết an phận gì chứ. Không được, tôi phải đi cản gia lại. Tôi tuyệt đối không thể để cho tên này đạt được mục đích. Nhị thiếu gia vẫn cứ nóng tính như vậy. Đan Bình, nhị thiếu gia sức đơn lực bạc, còn đi khuyên đại thiếu gia bảo hai anh em nhà họ trông coi lẫn nhau. Vâng thưa thái thái. Ngô tiên sinh, chúng ta không đợi nữa. Lão phu kính cậu một ly. Giờ cậu là quý nhân của nhà họ Tuyên chúng tôi. Khoảng thời gian này cậu buông ba khắp chốn vì nhà họ Tuyên chúng tôi, là vì cứu người mà không tiếc thân nhảy xuống nước. Nào nào nào, lão phù cảm ơn cậu. Tuyên lão gia, Ngô tự không dám nhận, xin cạn trước. Mẫn Nguyệt, đừng ngơ ra đó nữa, rót rượu đi. Nhị ca. Nhị thiếu gia, con xị mặt ra đấy là để cho ai xem? Cha, nếu tiền rượu này là để tẩy trần cho vị tiên sinh này đi thì con đồng ý. Còn nếu cha nói lấy em gái của chúng con làm phần thưởng để thưởng cho tên tiểu tử vô tâm này thì con không thể nào đồng ý được. Còn gì nữa không? Nói xong rồi. Cha, ưu tiên người đảo quốc giờ là thứ đầu của Kim Đậu, không hợp để bàn chuyện cưới xin. Nào có cái lý ấy. Đây là thế nào đây? Nghe đi. Hành động của hai anh em ngày hôm nay với thất đầu không có liên quan gì cả. Nói trắng ra đều là vì chìa khóa của Từ Lâu thôi. Đúng chứ? Nhưng mà mấy anh em thử nghĩ mà xem,
Giờ một đứa thì 5 năm không được tế tổ, một đứa thì bị phạt 10 năm không được tế tổ. Giờ hai anh em có tư cách gì không? Cha, đại ca với nhị ca, đừng có nói nữa. Có phải là cũng hy vọng được giống như Tuyên nhị gia bị đuổi ra khỏi nhà, qua 5-10 năm nữa lại đến bàn chuyện không? Cha, người nhìn xa trông rộng, ngậm đắng nuốt cay, vừa làm cha vừa làm mẹ, hiếu bánh như cha tất cả. Anh đi mau đi. Mau đi đi, đi đi. Đi đi. Ngồi hết xuống. Hay lắm. Tên tiểu tử này, để chúng tôi dương mắt mà trông xem. Lão gia, vì thiếu gia càng ngày càng không có quy tắc gì cả. Đến lời mềm mỏng cũng chẳng biết nói. Tôi lại thấy lạ nha. Ý tưởng của lão phu, sao hai đứa nó lại biết được? Ngô tiên sinh, nếu như tiệc rượu này đã an bài xong cả rồi, thì hôm nay tôi sẽ thay mặt lão gia hỏi cưới. Hy vọng Ngô tiên sinh và Mẫn Nguyệt tiểu thư sớm ngày thành đôi. Thái thái, đừng nói là chuyện hôn nhân đại sự còn chưa có cha mẹ đồng ý. Ngô tiên sinh là người của thời đại mới, miệng thì luôn nói rằng tự do hôn nhân, nhưng đến lượt mình, cậu lại có tư tưởng cũ rồi. Ngô thời đến nhà họ Tuyên là vì để viết sách, còn về chuyện hôn nhân đại sự, tôi chưa bao giờ để tâm đến. Tôi nói này cái tên họ Ngô kia, em gái tôi có chỗ nào không tốt ở đâu chứ? Mẫn Ngụy tiểu thư, dung mạo xuất chúng, thông minh, hiền lành. Nhưng tôi đối với cô ấy, xin lỗi. Cô tiên sinh, có một số chuyện đừng có nghiêm túc quá. Ngô thời không hiểu ý của thái thái. Lão gia trước là hứa cho Ngô tiên sinh một chiếc chìa khóa mở cửa tư lâu, giờ lão gia lại muốn cho cậu hai chiếc. Ngô tiên sinh, lẽ nào lại đang chê rằng chưa đủ sao? Tôi thực sự là không có ý đó. Ngô tiên sinh nếu như thực sự thích Mẫn Nguyệt nhà chúng tôi, không cần biết rằng nhà họ Tuyên chúng tôi bỏ ra bao nhiêu, thì Ngô tiên sinh cũng nên vui vẻ mới đúng chứ. Giờ thì hay rồi, ép chúng tôi lấy chìa khóa của thư lâu ra làm của hồi môn thì mới đổi được cái gật đầu của cậu đúng chứ. Chúng tôi nghi ngờ rằng không biết sau này con bé Mẫn Nguyệt có hạnh phúc hay không nữa. Cũng có trách đại thiếu gia nhị thiếu gia không vui. Thái thái, tôi chưa từng để ý đến chìa khóa nhà họ Tuyên, cho nên hãy cho phép tôi suy nghĩ thêm về mối hôn sự này. Tôi nói này não của anh bị uống nước rồi hả? Cho nên mới không nhanh nhạy đúng chứ. Mẫn Nguyệt, lấy chìa khóa từ lâu để giữ Ngô tiên sinh ở lại, có phải là chủ ý của Bích Dân không? Cái này cha nói. Cha, Tứ tẩu là có ý tốt. Ta nói cũng chỉ có Thẩm Bích Dân mới có thể nghĩ ra được cách này. Lão gia, giờ ta nên đuổi Thẩm Bích Dân ra khỏi nhà họ Tuyên, tránh để có người gì của ta mà hủy hoại sự bình yên của nhà họ Tuyên chúng ta. Thái thái, Tuyên lão gia, thái thái, hai người hiểu lầm rồi. Mợ Tư làm như vậy là muốn thành toàn cho tôi và Mẫn Nguyệt. Ngô tiên sinh, tôi biết cậu nói vậy là nghĩ cho Thẩm Bích Dân, nhưng mà cô ta cứ mãi bám lấy nhà họ Tuyên như vậy thì chắc ai cũng đoán được. Cho nên loại đàn bà như vậy tuyệt đối không thể ở lại nhà họ Tuyên. Thái thái, đây Mẫn Nguyệt, con vẫn còn trẻ, con đâu có biết cái lợi và hại trong đó. Con bị Thẩm Bích Dân lợi dụng đó, con biết không? Lão gia, bắt buộc phải đuổi Thẩm Bích Dân ra khỏi nhà. Tuyên lão gia, thái thái, tôi đi trước đây. Nào. Thêm một tiền nữa. Nào. Làm gì đó? Em tự uống được. Thế thì sao được? Phải để cho anh đút em. Để em khỏi rồi, còn lâu mới được đút. Thực ra em ăn no rồi. Sao lại nhìn em như vậy? Em biết rồi,
Ông suốt bao nhiêu ngày như vậy, chắc là xấu lắm. Ai nói gì? Em ấy à, dẫu cho có bị ốm thì vẫn cứ luôn xinh đẹp. Em vẫn luôn là cô gái xinh đẹp nhất trong đời này của anh. Sao Tứ thiếu gia lại biết dụ dỗ trẻ con như vậy chứ? Anh nào có biết dỗ dành ai? Nếu Tiền Hiếu Quý mà nói dối, sẽ bị trời đánh. Tứ thiếu gia sau này nếu như thực sự giấu em điều gì, thì em thực sự rất vui. Bích Dân, anh xin thề với trời trước mặt em. Tuyên hiếu quý anh, nếu như sau này dám giấu giếm em bất cứ chuyện gì, thì sẽ không được chết yên. Tứ thiếu gia, sao lại nói những lời như vậy được chứ? Bích Dân, em yên tâm. Sau này anh sẽ không để cho em phải chịu khổ đâu. Được, em tin anh. Ăn no rồi thì uống thuốc thôi. Có uống thuốc hay không thì có khác gì đâu. Vì sao? Vì anh đã nói, loại thuốc này làm sao? Anh đã nói là sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì mà. Bích Dân, thật ra thuốc này là... Cô tiên sinh. Bích Dân, vẫn còn chưa cảm ơn ân cứu mạng của anh. Thực ra, không phải là tôi cứu em. Lúc nãy Tứ thiếu gia nói không sai. Thứ thuốc đó em muốn hay không cũng được. Bởi vì thứ cứu em là khát khao được sống của bản thân em. Bích Dân, anh vẫn có chuyện quan trọng phải nói với cha. Hai người nói chuyện trước đi. Cô tiên sinh, ý anh là sao? Tôi chưa hiểu. Không phải ai mắc bệnh tả đời sẽ chết, mà em là một trong số đó. Đó là giả dụ. Chuyện thuốc tàn để lại cho Tứ thiếu gia nói đi. Hôm nay tôi đến đây là muốn nói về chuyện phiền não của mình. Tứ ca, Mẫn Nguyệt, em đến thăm Tứ Tẩu à? Giờ cô ấy đang nghỉ ngơi rồi. Thế này em về trước đi, qua mấy hôm nữa lại đến. Trông anh như vậy mà cũng biết lừa người. Em cứ đi. Mẫn Nguyệt, cho nên tôi không muốn lừa gạt Mẫn Nguyệt nữa. Mẫn Nguyệt đơn thuần lương thiện, em mới đối đãi với Ngô tiên sinh bằng cả tấm lòng. Chính là vì lẽ ấy nên tôi mới không có dũng khí để lừa gạt tấm lòng tốt của em ấy. Lừa gạt cô ấy là một nỗi đau. Anh bỏ rơi em ấy đối với em ấy cũng là một nỗi đau. Chỉ cần là nỗi đau thì sẽ là vết sẹo trong lòng. Những thứ ấy tôi đều từng nghĩ, nhưng mà tôi tin rằng đối với Mẫn Nguyệt mà nói, đau ngắn còn hơn đau dài. Xem ra anh vẫn chưa hiểu nội tâm của một người con gái rồi. Có những nỗi đau sẽ đeo bám người đó suốt cả cuộc đời. Còn có một số nỗi đau, đau lâu rồi, đau nhiều rồi, thì sẽ không còn cảm giác đau nữa mà bị tê liệt. Những ý của Ngô thời đã quyết. Bích Dân, chỉ là lựa chọn của tôi sẽ làm tổn thương đến em. Tôi vốn đã có cơ hội giải thành giấc mộng với em, hoàn thành tâm nguyện, nhưng tôi lại chẳng có cách nào để phản bội tình yêu của mình cả. Bởi vì nếu tôi nhận lấy chìa khóa của nhà họ Tuyên, thì có nghĩa là tôi sẽ phải cưới Mẫn Nguyệt tiểu thư, cũng buông bỏ tâm tư của mình, cũng buông bỏ lời hứa của tôi đối với. Xin lỗi. Vô thời, Bích Dân, em chưa bao giờ gọi tôi như vậy. Bích Dân hiểu nỗi khổ của anh, nhưng giờ tôi bắt buộc phải nói rằng nếu anh thực sự rời khỏi nhà họ Tuyên, thì người phải nhận lấy đau khổ chính là em. Đớn đau của em không phải là vì anh không giúp em hoàn thành tâm nguyện của mình, mà bởi vì Ngô tiên sinh vì em mà phải rời khỏi nhà họ Tuyên. Mẫn Nguyệt cũng sẽ đau khổ suốt đời, em cũng sẽ cảm thấy tội lỗi, lòng em chẳng thể nào yên được. Nhưng nếu như tôi lấy Mẫn Nguyệt tiểu thư, thì tôi và em sẽ đau đớn suốt đời. Lẽ nào như vậy em có thể an tâm được sao? Thôi bỏ đi, nên kết thúc rồi. Bảo trọng. Mẫn Nguyệt, em, sao em lại ở đây? Em đến để thăm Tứ Tẩu. Nếu như Tứ Tẩu đã đỡ rồi thì em đi trước đi.
Ngô tiên sinh, Mẫn Nguy, xin dừng bước. Ngô tiên sinh, anh cứ luôn miệng nhắc đến tình yêu, nhưng thế nào là tình yêu? Em với anh đều không hiểu, chỉ có Mẫn Nguy hiểu. Bởi vì em ấy yêu anh từ tận đấy là không toàn tính được mất mà yêu anh. Em ấy rõ ràng biết anh không yêu em ấy, nhưng em ấy vẫn bằng lòng hy sinh tất cả vì anh. Vì vậy mới thực sự là tình yêu. Hung thủ trong án diệt môn nhà họ Lý, liễu đầu đen vẫn còn sống. Nhà họ Lý, hung thủ trong án diệt môn nhà họ Lý, liễu đầu đen vẫn còn sống. Phong thư này là ai đưa cho con? Cha, người không căng thẳng như vậy. Lẽ nào án diệt môn nhà họ Lý với nhà họ Tuyên chúng ta? Không, với cha có liên quan. Con nghe đi, nhà họ Tuyên đời đời là nhà có lễ giáo, sao có thể qua lại với đám người không đàng hoàng như vậy được? Chuyện này con phải nhớ kỹ. Từ nay về sau, không được phép nhắc đến chuyện án diệt môn nhà họ Lý nữa. Nói như vậy, thì ngày hôm đó, người đã lừa dối Bích Dân, đúng chứ? Còn bé là hậu duệ nhà họ Lý, chuyện này chắc con cũng biết rồi. Hôm đó, những lời mà hai người nói ở trong phòng, con đứa ở bên ngoài nghe thấy hết rồi. Dạ, người nói cho con biết đi. Nhà họ Tuyên chúng ta có phải là có liên quan đến án diệt môn nhà họ Lý không? Nghe đi, sau này không được phép cho con hỏi về án diệt môn nhà họ Lý nữa. Không được phép hỏi nữa. Không được nhắc nữa. Người cho rằng không cho phép nhắc đến nữa thì đã có thể che giấu được tất cả mọi chuyện sao? Con cứ muốn làm nghiệp chướng sao? Ra ngoài. Thông tin này là do ai viết đi? Lại là Tuyên Dị Gia sao? Tuyên Dị Gia. Lão già nói ngôi thời có ơn cứu mạng nhà họ Tuyên, còn muốn gả con gái cho cậu ta nữa. Con nói là muốn bỏ ra hai chiếc chìa khóa của Tư Lâu để mua chuộc cậu ta. Đại gia đây là chỉ coi trọng người có ăn học, chứ không coi trọng cái nhất quán trong nhà. Thôi bỏ đi, không nhắc nữa. Đúng rồi, gần đây tôi rất bận, nhà họ Tuyên không thể tách ra làm hai được. Qua giúp đỡ đi, tốt nhất là nhanh một chút. Nhà họ Tuyên có cái tên gì Lý Tử cũng xem như là nhanh nhạy. Vì Lý Tử, không nhắc cũng đành, nhắc tới tôi lại tức. Mấy hôm trước hắn nói cha mẹ bị nhiễm bệnh, muốn về nhà xem. Hại tôi đưa cho hắn một đống tiền bạc, giờ chớp mắt một cái đã mất hút luôn. Vì Lý Tử đúng chứ? Tôi nhớ ra rồi, cái người mà tôi gặp phải trên phố mấy hôm trước, vừa khóc vừa cầu xin tôi, nên tôi đã giúp hắn trả món nợ cờ bạc đó. Loại người ấy thật có dùng được không? Đúng rồi, nghe nói ả Thẩm Bích Dân đó lại sống rồi. Đúng vậy, mạng của Thẩm Bích Dân lớn thật đấy. Đúng rồi nhị gia, tôi đã tìm hiểu được mục đích của Thẩm Bích Dân đến nhà họ Tuyên rồi. Nói thì có lẽ ông không tin, cô ta bước vào nhà họ Tuyên là để bước vào hối trực cá xem sách. Xem sách? Sao tôi lại nghe nói rằng cô ta là hậu duệ của cái nhà họ Lý bị diệt môn đó? Nhà họ Tuyên cũng đang đồn nhau như vậy, là thật là giả khó mà phân biệt. Nhưng mà chuyện cô ta muốn bước vào hối trực cá để xem sách chắc chắn là đúng. Mấy ngày trước cô ta bệnh đến hấp hối, Tứ thiếu gia kêu khóc cầu xin lão gia đồng ý chuyện này, nên mới lộ ra manh mối.
Nếu mục đích của Thẩm Bích Dân này đến nhà họ Tuyên đơn thuần như vậy, thì có thể lợi dụng được đôi chút. Chỉ sợ rằng không phải thôi. Nhị gia, ông vẫn muốn đấu với lão gia tiếp à? Nếu tôi một đấu một với ông ta, thì nhà họ Tuyên quá y ngủn rồi, nhạt nhẽo lắm. Nhị gia, có người nhà họ Tuyên đến, có chuyện gì? Người nhà họ Tuyên đến chuyển lời, nói rằng trưa ngày mai ở sảnh lớn trước cửa nhà, cử hành hôn lễ cho Ngô Tiên Sinh với Mẫn Nguyệt tiểu thư. Đúng rồi, còn có một người Nhật tên là Nishimura, lúc này đang muốn gặp nhị gia. Được, thưởng cho cái người báo hỷ đó, rồi mời Nishimura vào đây. Vâng ạ. Cảm ơn. Mời ngay. Nishimura tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi. Nishimura tiên sinh đến đây là có chuyện gì? Tuyên nhị gia, tôi muốn làm bạn với ông. Tuyên nhị gia kén chọn, bạn bè đời này đã ít lại càng ít. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Vậy thì bàn chuyện làm ăn trước, sau làm bạn cũng được. Tôi cũng thích cách cánh này. Vậy thì thứ cho tôi nói thẳng, trước khi tôi đến đây đã đặc biệt do hỏi đôi chút. Không ngại nói với ông rằng 16 năm trước nhị gia bị đuổi khỏi nhà họ Tuyên, sau ấy một năm mới được trở về. Chẳng ngờ. Được rồi. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Tôi muốn giúp nhị gia trở về nhà họ Tuyên, nhưng mà quà đáp lễ phải là tàn thư lâu của nhà họ Tuyên. Yêu cầu lớn quá rồi. Mong nhị gia đừng hiểu lầm. Tôi bằng lòng vì sách mà chia tiền chia bạc. Vậy thì chỉ sợ rằng ông đến nhầm chỗ rồi. Người đâu, tiễn khách. Mời. Nhị gia, nhà tôi ở Nhật cũng là tàng thư thế gia. Ông cứ diễn ra điều kiện, tôi nhất định sẽ giúp ông hoàn thành nó. Nishimura, tôi nói cho ông biết, sách nhà họ Tuyên chúng tôi chỉ có vào mà không có ra. Ông nhớ kỹ lấy cho tôi. Cút. Nhị gia, ông có quen biết với một người tên là Nhị Lý Tử nhà họ Tuyên không? Tôi đoán là ông đã mua chuộc được anh ta, sai anh ta dỡ cái kệ chống nước ở Tư Lâu ra, sau đó phái người hành tích Ngô Thời. Ông làm như thế để tạo phiền phức cho nhà họ Tuyên, rồi ép Tuyên lão gia giao ra quyền hành trong tay. Nếu như Tuyên lão gia mà biết được những chuyện này, thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Đứng yên. Chuyện nhà họ Tuyên, sao ông lại để tâm đến gì? Nói, có phải là ông đã giết Tào Quỷ Nhi không? Nishimura tiên sinh, không vượt được ranh giới của Tuyên nhị gia, đành phải thử hắn thôi. Nhị Lý Tử vẫn chưa rời khỏi nơi này đúng chứ? Vâng, vẫn chưa rời khỏi đây. Sao có thể thế được? Mấy ngày trước có người từng đến đây, ở với nhị Lý Tử đó rất lâu, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là sao? Giờ đó xem. Rõ. Mời. Nhị Lý Tử chết rồi, hàng rào của Tuyên nhị gia lại vững rồi. Xử lý thi thể của hắn đã. Rõ. Nào, chậm chút. Tứ thiếu gia, mở tư. Nào, ngồi bên này. Bộ chăn gối đệm này là mới à? Dân. Được. Thứ thiếu gia.
Có phải là anh có chuyện gì với em không? Nào có, em hiểu nhầm rồi. Vậy thì sao hôm nay lúc nào anh cũng từng hồn nát từng tính vậy? Đúng rồi, Bích Dương. Anh quên nói với em, anh có hẹn với mấy người bạn đi học kịch. Anh không ở đây nói với em nữa. Các cô nhớ chăm sóc cho mợ Tư đấy, Dương. Anh đi đây. Anh xin thề giới trời trước mặt em, rằng tôi hiếu quý anh, nếu sau này mà giấu giếm em bất cứ chuyện gì thì sẽ không được chết yên. Vậy chuyện này nhờ vào người cả, không vấn đề gì. Hiếu quý à, Liễu Đầu Đen này là nhân vật có tiếng ở Hàng Châu thành này, tôi cũng là được người khác tin tưởng nhờ giả. Hiếu quý à, ngày trước cậu từng nghe ngóng ở chỗ tôi về án diệt môn nhà họ Lý ấy. Liễu Đầu Đen này với án diệt môn ấy có phải là có mối liên hệ nào không? Sư huynh, anh đừng suy đoán linh tinh nữa, em cũng đâu có biết những chuyện này. Được, chuyện này tôi giúp cậu. Ngành này của chúng ta tuy không lớn, nghe ngóng khắp nơi thử xem, một kia đã có tin tức tôi nhất định sẽ thông báo cho cậu ngay. Vậy thì đa tạ huynh. Không việc gì. Sư huynh, giờ chúng ta uống vài ly đi. Uống vài ly, uống vài ly. Được, đi. Bích Dân. Tư thiếu gia, anh uống rượu à? Hôm nay à, gặp được một sư huynh cực kỳ tốt, dạy anh một đoạn hí kịch. Anh cao hứng quá cho nên uống mấy chén. Sư huynh thì vậy, anh thì ham uống. Nếu em không tin thì giờ anh hát cho em nghe một đoạn. Không cần đâu, chỉ là anh đừng có quên lời mà anh từng thề. Sao anh có thể quên được? Cả đời này anh sẽ không bao giờ lừa em. Được. Tư thiếu gia, mong anh nói cho em biết mấy ngày nay anh đã giấu em những chuyện gì. Anh mau nói cho em biết đi. Anh đâu có giấu em chuyện gì đâu. Lẽ nào thảm án diệt môn nhà họ Lý là do cha làm? Cha cứ mãi tránh né. Vậy thì mình chỉ có cách đi tìm Liễu Đầu Đen thôi. Liễu Đầu Đen này, mày ở đâu? Mày ở đâu chứ? Chúc mừng, chúc mừng. Nào 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 nào, bên này mời. Chư lão gia, đa tạ đa tạ. Chúc mừng ông nhé. Chúc mừng, chúc mừng. Đây là giám đốc Chu nhà máy sợi. Cô tiên sinh đúng là người tài. Chủ gia, đồ này có hơi đột ngột, không chuẩn bị kịp. Chút tâm ý không thành kính ý. Được, đều là người mình cả. Nào khiêng vào đi, vào đi. Đa tạ đa tạ. Uống thêm mấy chén nhé. Nishimura tiên sinh, Tuy lão gia, tôi thấy ở trên báo có vị Ngô tiên sinh và Mẫn Nguyệt tiểu thư cử hành hôn lễ, nên đặc biệt đến đây để chúc mừng. Đa tạ đa tạ. Anh đến đây làm gì? Chỗ này không quan ngân anh. Hiếu quý huynh. Gì mà hiếu quý huynh? Chúng ta không phải anh em. Tứ thiếu gia, nếu anh ta đã đến đây rồi thì để anh ta vào đi.
Đến rồi thì đã làm sao? Tôi không quan ngân người Nhật, không được sao? Hiếu quý, Nishimura tiên sinh đặc biệt đến đây để chúc mừng. Không hiểu lịch sự gì cả. Nào nào, mời. Đại gia, đến rồi ạ. Đến rồi. Tốt lắm. Dạ, người cũng vào đi. Tôi cứ cảm thấy tên Nhật đó đến đây không đúng lắm. Ý anh là gì? Mời ông. Tứ thiếu gia, tiểu thư hỏi mợ sao có thể qua đó một lát không? Tiểu thư muốn nhờ mợ tư tham gia trẻ đồ trang điểm. Được, tôi biết rồi. Vâng. Mấy người ở đó đón khách nha. Vâng. Bích Dân, sao em vẫn chưa thay đồ? Em đang đợi anh. Đợi anh. Hai ngày trước em có nghe ngóng được một chuyện. Chuyện gì vậy? Có phải anh đã nhận được một bức thư không? Phải. Có một bức thư. Sao vậy? Là thư của một người bạn muốn hẹn anh đi chơi mấy hôm. Anh đã đem bức thư ấy đi gặp đảo gia đúng không? Ra ngoài thì phải cần tiền chứ. Cho nên anh mới đi tìm cha. Thật sao? Thật mà. Được rồi, vậy em thay đồ đã. Anh ra ngoài đi. Tứ thiếu gia, em thay xong rồi. Anh vào đi. Được. Xinh đẹp. Đáng lắm. Thực sự đáng lắm. Bích Dương, em thay xong rồi đúng chứ? Vậy chúng ta đi đi. Mẫn Nguyệt còn đang đợi em kìa. Đợi đã. Bích Dương, em làm gì đó? Bỏ ra. Anh bán ai gì rồi? Để đổi lấy bộ kỳ bào trên người em đúng chứ? Chẳng phải chỉ là một đàn chị rách nát thôi sao? Để anh có tiền rồi mua cái khác cũng được. Đây là thứ mà anh thích nhất mà. Em là mợ tư, đương nhiên không thể ăn mặc đơn sơ được. Em làm gì vậy? Em không cần bộ đồ này. Dù đàn gì cho em. Nếu như em trả nó thật thì chính là đang trách anh không kiếm tiền được. Tứ thiếu gia, sư huynh của cậu đến tìm. Cái đó anh ra ngoài một lát. Em đến chỗ Mẫn Nguyệt trước đi. Đừng để em ấy đợi. Hiếu quý à. Sư huynh, thế nào rồi? Tìm được rồi. Ở ngay bên cạnh tiệm thịt nướng của Lão Tống. Bên cạnh tiệm thịt nướng của Lão Tống. Đúng. Đi. Được. Nhị ca, thế này được không? Được. Nhị ca sắp xếp cho em. Mà còn hỏi là có được hay không à? Là nhị ca sắp xếp cho em đấy. Đều là đồ trang điểm của Thượng Hải đó. Anh nói với em nhé. Mấy tiểu thư người Tây đó được ăn mặc bận lễ phục như thế này. Trang điểm hệt như em. Vậy thì anh để cho em thử xem. Đừng, em xem làm gì chứ. Trang điểm nhanh lên. Ngô Thời đang đợi đó. Động đậy linh tinh là dễ lệch đó. Ngồi yên đấy. Xong rồi đúng không? Được rồi. Trùm đầu lên. Nào, ngồi xuống.